Mặt kính sapphire trên camera trở thành niềm tự hào của Apple kể từ thời điểm iPhone 5S được ra mắt. Nếu so với mặt kính thông thường trên smartphone, mặt kính của Apple bền bỉ hơn, chống chịu các vết rước sâu, đảm bảo chất lượng quang học cho camera. Nhưng tại sao cùng là kính sapphire nhưng mặt kính camera của iPhone 7 lại không thể nào sánh bằng mặt đồng hồ? Kính sapphire là loại kính rất đặc biệt với khả năng chống ăn mòn, chống chảy xước và hầu như không thể phá vỡ. Kính sapphire được tạo thành từ bột nhôm oxit trải qua quá trình để tạo thành các khối sapphire. Độ cứng của kính sapphire ở thang mức 9 trên thang đo Mohs. Chỉ có một loại đá duy nhất trong tự nhiên có độ cứng hơn và có thể làm chảy xước được sapphire, đó chính là kim cương. Bởi vậy mà sapphire rất được ưa chuộng trong công nghiệp chế tác đồng hồ và đặc biệt hay xuất hiện trên những chiếc đồng hồ đắt tiền. Chính bởi vậy mà khi Apple tuyên bố iPhone 7 đã có mặt kính sapphire trên camera thì người ta trông mong rất nhiều vào sự thần thánh của nó. Ấy vậy mà mới đây, một nhân vật đã khá nhẫn mặt với những bài thử nghiệm trên smartphone là Jerry Rick Everything đã có một bài kiểm chứng về độ bền của mặt kính sapphire trên đồng hồ T-Shot và camera của iPhone 7. Bài thử nghiệm đã bật mí cho chúng ta rất nhiều điều thú vị. Quan sát thử nghiệm được tiến hành trong video, chúng ta thấy được rằng mặt kính sapphire trên chiếc đồng hồ T-Shot chỉ bị xước khi dùng vật nhọn có độ cứng là 8 trong thang đo Mohs. Trong khi đó, kính sapphire dùng để bảo vệ kính camera của iPhone 7 đã bị xước ngay từ khi dùng vật nhọn có độ cứng là 7. Điều đáng nói hơn là các kính cường lực thường chày ở vật nhọn có độ cứng cấp 6. Như vậy, cùng là sapphire, nhưng kính của iPhone 7 lại dễ xước hơn kính trên mặt đồng hồ. Và nó cũng không thần thánh như chúng ta nghĩ, thậm chí chỉ ngang ngửa với các loại màn hình Gorilla Glass 4 trên nhiều thiết bị di động khác. Nguyên nhân là do Apple đã không sử dụng sapphire nguyên chất như các hãng đồng hồ, mà thay vào đó là hợp chất có tên gọi sapphire laminate. Được biết, đây là một cách giảm chi phí của Apple khi trộn laminate và sapphire để tạo ra một loại vật liệu có khả năng chống xước gần bằng sapphire nguyên chất nhưng lại có giá rẻ hơn nhiều. Bằng cách này, Apple vừa có thể quảng bá là máy có mặt kính sapphire, lại vừa giảm được chi phí sản xuất và vật liệu xuống mức tối đa. Và cuối cùng, người dùng lại chịu thiệt vì khả năng chịu xước của sản phẩm lại chẳng hơn kính thường là bao. Cũng giống như trong đồng hồ, cùng được quảng cáo là có mặt kính sapphire, nhưng nhiều chiếc đồng hồ lại không hoàn hảo như chúng ta tưởng. Vậy, nguyên nhân là gì? Nhiều chiếc đồng hồ quảng cáo là có mặt kính sapphire, nhưng đó chỉ là loại kính thường được tráng một lớp mỏng sapphire. Đặc điểm của loại kính này là giòn, dễ vỡ khi va chạm, bởi bản chất của loại kính này là kính thường. Khi sử dụng một thời gian thì sẽ bị chầy, bởi vì lớp kính sapphire trên bề mặt đã bị phai đi. Loại kính sapphire tráng mỏng này được sử dụng bởi những chiếc đồng hồ nhái rẻ tiền. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nếu so sánh với các sản phẩm khác trên thị trường thì iPhone 7 vẫn có khả năng chống chảy tốt hơn, chỉ là nó không thể thần thánh như những chiếc đồng hồ của chúng ta mà thôi. Các bạn nghĩ sao về những thông tin này? Đừng quên nhấn nút subscribe channel để đón xem rất nhiều video thú vị tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Bạn Quốc Toàn Võ hỏi là tại sao kim phút lại dài hơn kim giờ? Câu hỏi của bạn Quốc Toàn Võ này cũng khá là hay.